Shop hàng Nhật Lục Địa xin kính chào các bác. Hôm nay là ngày 21 tháng 12 năm 2020. Tình hình mấy hôm nay thời tiết ngoài Bắc rét thì em thấy các bác điện hỏi mua máy sưởi liên tục. Có vẻ là rất là bán các bác bán máy sưởi rất là đông khách, nhiều bác hỏi quá. Nên em lên một cái con máy sưởi của hãng Sharp. Có 3 tính năng, con này em nghĩ là rất hay, nó rất đáng để cho các bác mua. Vừa có hút ẩm, vừa có làm lạnh, vừa có sưởi ấm, 3 tính năng trong một. Thì dùng hay hơn là tội gì các bác chỉ mua một con máy sưởi không ạ. Máy sưởi không thì chỉ dùng được vào vài ngày thôi, nhưng mà con này thì các bác có thể dùng được trong rất là nhiều các ngày. Mùa đông dùng được, mùa hè dùng được, và mùa nồm dùng được. Đây con này của hãng Sharp nhé. Có sưởi ấm này, làm lạnh, hút ẩm. Em đang cho bật chế độ sưởi ấm đây, 83,3 độ C. Ngồi đây sưởi rất dễ chịu luôn ạ. Dòng máy sưởi của Nhật nó không có đốt oxy như là máy sưởi của các cái hàng máy so, đốt máy so của Việt Nam hay Trung Quốc các bác nhá. Này, dòng máy sưởi của Nhật họ làm ngồi trước cách rất là dễ chịu luôn. Con này còn có cả đảo kính gió này. Đấy. Kính gió đảo tự động nhé. Có 3 tốc độ sưởi. Rất là hay luôn, hàng của Nhật bền, sử dụng điện 100V, hàng nội địa đấy, có cả hẹn giờ này. Có hút ẩm, làm lạnh, chạy bằng lốc, dàn. Đây là cái lưới của dàn này. Đấy. Con máy em nghĩ rất là hay, đa năng, các bác mua dùng rất là tiện. Tội gì các bác không sắm ạ. Đây này. Điện có 330W của chạy hút ẩm. À đâu? 210W được các bác nhé, 210W này. Hút ẩm còn sưởi ấm thì là có 1100W. Đấy. Con máy rất là nhỏ gọn nhé, chiều sâu này khoảng hơn 30, chiều cao thì nó vào khoảng 50 thôi. Chiều ngang này 20 phân, đấy, rất là tiện gọn. Đây, nhiệt độ tăng, tốc độ sưởi lên, nhiệt độ đạt vào khoảng 100 độ các bác này. Ngồi đây cực sướng luôn nhé các bác, nhà bác nào có trẻ nhỏ người già dùng thì khỏi phải nghĩ ạ. Máy sưởi ở Nhật ngồi nó không bị khô da, không khó chịu như cái thằng các cái hàng Trung Quốc. Con này em bán là 2,2 triệu các bác nhé, giá chưa phí vận chuyển, chưa có đổi nguồn. Các bác nào đam mê đồ Nhật thì các bác alo nhé. Chào các bác.